xin chào mọi người đã quay trở lại channel Nhật Ký trên Yên Xe. Thì hôm nay là lễ hội té nước của Campuchia, lễ hội Tết cổ truyền của Campuchia. Thì sáng giờ, nãy giờ mình ra ngoài, mình chạy vô, mỗi lần chạy vô chạy qua là mình ướt hết bộ đồ và thậm chí tốn tiền nữa. Thì ở đây là té nước, tức nghĩa là trên đường xe mình đi thì người ta xịt nước vào mình, rồi người ta chét phấn, người ta đùa, chơi cái đó thì vui thôi. Thì giống như mình có súng thì mình bắn lại, mà mình thì không có chơi súng, thành ra người ta cứ dừng lại mình, người ta tạt nước. Tại giờ á, từ sáng giờ đi ra ngoài chợ đi vô 3 lần là 3 cái bộ đồ khác nhau, tóc mình nổi mà không có season sao bông đó, tại vì cứ tạt nước hoài à, hồi về phải tắm lại, rồi tắm lại riết sao bông về tóc nó khô cứng luôn. Bây giờ mình chạy ra để cho các bạn coi cái lễ hội đi vui như thế nào ha. Thì bắt đầu cái lễ hội từ đây thì bắt đầu là người ta sẽ tạt nước. Ở đây là chơi luôn nè. Em gái này bắn nước kìa. Đó, người ta chơi nước vậy đó. Đến đài này nè, camera màu rồi, để mình làm cái camera cái. Ok. Ở đây vui hơn á. Ở đây vui lắm, người ta cứ tạt nước vậy á. Thì từ đầu hẻm với cuối hẻm á, cuối đường á, người ta cứ tạt nước hoài luôn vậy đó. Đó, chuẩn bị gái nè, rồi cũng có súng nước rồi nè. Người ta qua người ta tống tiền mình. Cứ một lần qua như vậy á là 1.000 đồng. Từ đầu hẻm giờ ra là bây giờ là cái người mình ướt nhẹp luôn rồi. Ở đây cũng vậy nữa nè. Kiểu như là phải mừng Tết lì xì, người ta đặt nước phải mừng Tết lì xì. Có người chơi mà có người cũng không chơi. Đó, người ta dừng lại giữa đường chơi đó. Cái thở nó vui lắm. Ở đây nó vui đó.
mà nó ướt dẹp luôn á. Không cần gì đó. Hãy ra chợ như vậy á, cứ bị chất lọc tiền. Ở đây là tiết này. À, bây giờ chỉ đi ra chợ thôi mà cái người đó vậy nè. Vui á. Bây giờ á, nãy giờ bị tốn 4.000, bây giờ vô sổng á là tốn 4.000 tiếp. Cứ đi ra vô là tốn 4.000 để người ướt nhẹp vậy đó. Nhưng giống như năm mới á, mình đi xì á, vui lắm. Hết rồi. Tiếp à?
thường quá hả? Mẹ ơi sình dễ thương quá. Ở đây, thôi đi về. Bye bye. Xe để qua cả, xe này không chơi. Bye bye, bye bye. Vui quá hả? Hi hi, hi hi. Ở đây tập trung đông luôn. Có người bán đồ ăn nữa thì vui. Ở đây á, rồi đây bị chặn đường, thấy đâu mình lấy tiền rồi, rồi xong. Dẫn cho thằng con trai nó mới có 6 tháng à, để đi ra để cho nó biết là thế nào là lễ hội té nước của Campuchia. Bây giờ thì bắt đầu phải đi ra cái mít thì bây giờ phải nó sát lại nó mới nghe, nó bị nhiễm nước rồi, nó bị nhiễm hơi nước nên tự động nó mới nó sát lại. Ok. Dạ mà. Vậy hả? Thấy mấy đây Việt Nam hả? Anh nghe nói là có trẻ con không bắn nước nha, phải không? Trẻ... Việt Nam phải không? Cái đám đó là Việt Nam. Hồi nãy mình nghe là có trẻ con không bắn nước nha. Tại nữa. Thì bây giờ đằng trước rồi. Hello hai cha con. Hello. Bây giờ cái xe thì nó dừng, tao không chơi. Tao lắc tài tao không chơi. Người ta thấy cái em bé người ta không chơi. Người ta thấy mình cái em bé, người ta không hề bắn nước cho mình á. Người ta sợ chú em bé, người ta không có cho bắn. Ở đây cái
chiếc xe Việt Nam đó mấy các bé nha, không có nước nha. Hồi đó giờ không ai bắn nước mình hết. Giờ đi coi coi, đi với con không ai bắn nước, không có gái luôn á con ơi. Đi con buồn quá, không có gái. Ở đây là trời nước ngập luôn, lên láng luôn nha. Vui. Khi là mình ẵm em bé ra cái là không ai chơi được. Người ta sợ chúng hại bé, người ta đâu có ai chơi đâu. Đây là cho con khô eo, đâu có ướt gì gì đâu. Để coi cái chỗ này ta chơi không được. Con cũng có em bé ngoài kìa, người ta cũng ẵm bé luôn kìa. Cái gì vậy? Cái gì? Ơ, sợ bãi con ấy. Ơ, xin con sợ bãi. Người ta thấy mình có em bé, người ta không có ai giỡn với mình. Người lớn người trẻ gì cũng chơi hết hơn. Đây mình ra chơi này chơi đây. Yeah.
mơ lên một tô. Một tô mạt thế à? Coi giờ ta hết bắn nước mình rồi. Nãy giờ mình quay phim mà cái thẻ nhớ nó bị vô nước á, thành ra quay âm không được. Thì bây giờ á, mình đang ở Đức Bên thì cái người dân á, họ đổ xô họ về tỉnh hết rồi. Giống như Tết cổ truyền của mình á, thì Đức Bên là nơi họ lên, họ làm ăn, họ kinh doanh. Thì những dịp Tết, những dịp lễ họ sẽ quay trở về cái nơi cội nguồn của họ là quê, ở tỉnh. Thì những cái tỉnh mà giáp với Thái Lan
như là Phoi Pek hay là Odamanchay, những cái tỉnh gần thượng Thái Lan á, người ta hay Siem Reap á, người ta chơi vui lắm, tại vì ở đó cái văn hóa Thái Lan nó mạnh hơn. Với lại một phần nữa là đó là những khu du lịch người ta tập trung ở dưới quê, người ta tập trung du lịch, người ta chơi bắn nước vui lắm. Ở đây thì các bạn thấy thì cái khu này không ai chơi rồi, khu này là người ta về quê hết rồi, không còn ai trên đường, nó được 6 xanh à. Bây giờ mình, người ta nói là mình chạy thêm 50 km nữa để mình ra cái tỉnh, ra cái gọi là cái huyện kiểu như là King's Bay, giống như là mình nói là ở ngoài Hóc Môn của Sài Gòn á. Người ta ở đó thì đa số người ta cũng tụ tập về đó, người ta chơi hay Củ Chi á. Đúng rồi, Củ Chi thì tầm 50 cây mà từ thành phố mà đổ đi, có thể là Long An hay là Củ Chi ha các bạn. Rồi bây giờ á, mình sẽ đi tìm các bạn mà cái xe mà gọi là xe bán tải á, người ta tụ tập người trên đó, người ta đi chơi bắn nước á, mình sẽ đi theo cái xe đó để đến cái khu mà quậy á, nó mới vui. Thì đến khu quậy rồi mình sẽ quay video cho các bạn coi ha. Và không có vui như là ở các tỉnh miền người tỉnh khác. Đi nó chở đi ta chơi tiếp. Đây mình đi theo xe này nè, hai xe gặp nhau, bắn nhau đi, bắn nhau đi, bắn nhau đi, bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau, bắn nhau. Đi theo chiếc xe này để mình coi người ta quậy như thế nào. Ở đây cũng có chiếc xe đó nè, đó, người ta đi hướng đó, người ta sẽ dần vô cây xăng, người ta tiếp nước với nhau. Đây, ở đây là quậy đó. Đó, vui vậy. Tiếp nước vui á. Thì cái này mà ai ra ngoài đường á nó cũng ướt hết á, không ướt cái này thì ướt kia, tại vì người ta chơi mà mình không chơi cũng được nữa, người ta cứ tạt nước vậy đó. Kiểu như là may mắn á, lễ hội té nước thì kiểu như là bỏ đi những cái dơ, cái bụi của năm cũ để bắt đầu năm mới, thì cái lễ hội nó giống như vậy. Thì nó còn nguyên nhân sâu xa nữa, nhưng mà mình chỉ hiểu được một đoạn thôi, tại vì người ta thiết như vậy cho mình đó, người lớn người già đều chơi ha, người ta tụ tập người ta chơi. Còn bên đây còn chơi không? Bên đây hết rồi, bên đây chơi hết rồi. Bây giờ mình đi theo chiếc xe đó, chiếc xe nãy mình đi theo họ đi tới đầu họ chơi. Họ sẽ có cái điểm dừng mà người ta tập trung ở đó, người ta chơi á.